Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip nâng cấp lại chiếc cano tự chế của mình nha các bạn. Nâng cấp lại với động cơ máy xăng nha, 9HP. Hôm trước mình đặt cái máy xe Honda các bạn. Đặt động cơ xe máy chạy thì nó chạy tốc độ thì nó vừa thôi chứ không nhanh đâu. Bây giờ mình sẽ đặt cái con này vô chạy để cảm giác nó có phê hơn không các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ châm xăng và test chạy thử nha các bạn. Bây giờ mình sẽ châm xăng vô, mình đề máy chạy thử. Rồi mình đem đến xong mình test chạy thử nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ test chạy thử vài vòng nha các bạn. Ok các bạn ơi, chạy chung là chạy là cái máy này là chạy là gắt liền luôn các bạn. Giờ chạy là cảm giác là phê rồi đó, nó mạnh hơn cái máy trước nhiều các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi clip mới nha các bạn. Giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.